Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Wow! You got it! I want Trump country! No, but this is all the efforts of the Tewksbury Democratic Town Committee. My gosh! Wow! Wow! Chị Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN và kính chào dân biểu Trung Nguyễn. Dạ, xin kính chào anh và xin kính chào các khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, đúng ra thì Trường Giang phải truyền tải thông tin này sớm hơn. Nhưng vì năm nay tại tiểu bang Massachusetts chúng ta có hai ứng cử viên tranh cử cho chức vụ tại tiểu bang, đó là Thượng nghị sĩ Đinh Trần và dân biểu Trong Nguyễn. Trường Giang cũng có một tin vui và một tin buồn để chia sẻ cùng quý vị. Bây giờ mình nói tin buồn trước đi nha. Thì lần này thì cuộc tranh cử của Thượng nghị sĩ Đinh Trần đã không thành công. Ông đã thua cho một ứng cử viên của đảng Dân Chủ và vỏn vẹn chỉ dưới 900 lá phiếu mà thôi. Điều thứ hai là đáng lẽ là Trường Giang đã có cuộc hẹn với dân biểu Trong Nguyễn đến đây vào tuần rồi, nhưng vì Trường Giang có tiếp xúc với một số người đã bị dương tính coronavirus, cho nên Trường Giang phải đợi thử nghiệm xong và được kết quả là âm tính, cho nên mới đến đây để có cái buổi tiếp chuyện cùng với dân biểu Trong Nguyễn hôm nay. Tin vui tất nhiên là tại sao Trường Giang có mặt tại thành phố Denver, đó là một lần nữa dân biểu Trong Nguyễn đã tái đắc cử lần thứ hai chức vụ dân biểu tiểu bang. Lời đầu tiên Trường Giang xin chúc mừng dân biểu Trong Nguyễn và gia đình. Dạ, xin cảm ơn anh. Gia đình và Trâm rất là mừng là được có cơ hội để tiếp tục serve District 18 của thành phố Andover, Boxford, Tewksbury và North Andover. Cái mà Trường Giang muốn đề cập tới đây là năm 2018 thì dân biểu Trong Nguyễn đã thắng với 55% số phiếu, nhưng mà năm nay đặc biệt hơn là tới 62%. Có thể chia sẻ lý do tại sao mà những người ở các khu vực của thành phố của dân biểu Trong Nguyễn lại ủng hộ Trong Nguyễn mạnh như vậy? Trước nhất là trong 2 năm nay Trâm rất là active ở trong community, có nghĩa là trong 2 năm nay là team của Trâm và Trâm lúc nào cũng có office hours để tiếp chuyện với những người cử tri đi những cái event như là anh Trường Giang mới đi chung với Trâm giống như Veterans Day, những cái lễ lộc Trâm lúc nào cũng có mặt để cho cử tri biết là mình có quan tâm đến họ. Thêm nữa là trong nhất là năm nay vì coronavirus COVID-19 phải đổi chiến thuật và rất là khó khăn cho những cái office của mình để tiếp xúc với cử tri. Vì anh nhớ từ tháng 3 cho tới khoảng tháng 6, tháng 7 ít người ra đường và nhiều người cần dân biểu đi giúp cho họ. Từ tháng 3 tới cho tới giờ hơn 1.000 cases unemployment giúp cho những người cử tri. Vì văn phòng rất là hăng hái giúp cho cử tri thì cử tri hăng hái ra để bỏ phiếu cho Trâm. Có lẽ là trong gia đình của Trâm Nguyễn thì nói Trâm thì với partner thì anh chị em vui, nhưng mà có lẽ vui nhất là ba mẹ của mình. Là hai Trâm là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa thì ba mẹ là những người luôn nào cũng đằng sau lưng của Trâm, ủng hộ Trâm. Trâm có thể chia sẻ khi mà trong cái ngày hôm đó mà khi mà biết được rằng là cái số phiếu mình đã đạt được và mình đã tái đắc cử thì ba mẹ, cảm giác ba mẹ của Trâm lúc đó như thế nào? Rất là mừng, Trâm rất là hân hạnh và mừng và rất cảm động là có một gia đình encouraging và supportive như là gia đình của Trâm. Thật sự ra là Trâm cũng thấy là trong đa số nhất là trong election kỳ này có nhiều gia đình có tình cảm bị rạn nứt, nhưng mà trong gia đình của Trâm thì ba mẹ và hai người em và người partner của Trâm Nate với lại những người trong gia đình lúc nào cũng khuyến khích cũng support Trâm. Cái polls close khoảng 8 giờ 9 giờ 10 9 giờ là Trâm bắt đầu cái tiệc virtual event. 9 giờ 10 đã có result, mình đã thắng. Thì ba mẹ lúc đó cũng có mặt ở đây. Trâm rất là tự hào là có được cơ hội này để giống như trả hiếu cho ba mẹ trong trong việc làm này. Cái đơn vị một địa hạt có khoảng, vì Giang nghĩ là 95% là người da trắng, nhưng mà hình như là sự ủng hộ của người da trắng đối với dân biểu Trong Nguyễn là một cái con số rất là lớn và mạnh. Thì khi mà mình bầu cử mà được cái số phiếu 62% không phải là dễ, thưa quý vị. Thì
Nhân dịp này thì Trường Giang cũng xin một lần nữa chúc Trọng Nguyễn trong công việc trong 2 năm sắp tới, và cũng như là tiếp tục tranh đấu để giúp cho địa hài của mình cũng như là cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi. Dạ, xin cảm ơn anh Trường Giang, và cũng cảm ơn anh đã tới thành phố này, và trong 2 năm nay anh đã cho Trâm rất là nhiều cơ hội để trò chuyện với quý vị, và mong là trong 2 năm tới mình cũng có nhiều cơ hội như vậy. Thank you so much for the opportunity to allow me to have this conversation with the viewers of SBTN. It's truly been an honor for me to be the state representative for the 18th Essex District and to have this opportunity to continue to serve our district, which includes the towns of Andover, Oxford, North Andover, and Tewksbury. And like you said, this is a predominantly white community, but after the 2 years of working very closely with my constituents and listening to their concerns and addressing the issues that they were facing during this pandemic, the global pandemic, it's apparent that I have fulfilled my campaign promise of being effective, engaged, and accessible to my constituents. And I think that that lends itself to the success of the campaign this year. And we were talking about the tactics and what worked in that I ran as though I was 20 points behind when indeed I'm 20 points ahead. And that really is testament to my team and their dedication and my supporters. As you saw from all the events you've seen on social media, every single event that I've put out there, we've had so many people sign up. Even my virtual celebration that night, we had almost 100 people on coming on to say hello, to congratulate me. And so I would not be able to be here without that support, not only from my constituents, from my supporters, but also a loving, supportive family. And they have been there along the way. And I didn't mention this, but on election day, the polls opened at 7 and closed at 8. My parents were out there holding signs literally for 13 hours. And so and then, you know, Nate was out there in the rain, and you saw all my campaign things. Like all of this would not have happened without so much support in my life. And so I'm very thankful for this opportunity to continue to represent. And now, unfortunately, because of recent news, I'm now the only Vietnamese American in the legislature. And I continue to tell folks that I'm the first, but I don't want to be the only one. And so I hope that this will inspire other Vietnamese Americans to also seek office. Cảm ơn dân biểu Trọng Nguyễn rất nhiều, và một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.